Những ngày này, trên khắp phố phường, ngõ xóm, đâu đâu cũng được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa, biểu ngữ, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nhưng bầu không khí phấn khởi, vui tươi không chỉ được tạo nên từ sự trang hoàng rực rỡ, mà chính từ trong lòng mỗi người dân. Ai cũng đang hân hoan hướng về ngày hội lớn của đất nước. Người dân cả nước hân hoan, phấn khởi, trông chờ Đại hội 13 của Đảng. Bởi đây là thời điểm mà niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố, dâng cao hơn lúc nào hết. Kết thúc nhiệm kỳ 12, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đồng lòng vượt qua thiên tai, dịch bệnh, đạt nhiều kỳ tích ấn tượng. Vì vậy, tại Đại hội 13, nhân dân và kiều bào mong muốn nhiều quyết sách quan trọng đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững sẽ được bàn thảo kỹ lưỡng và thông qua. Phải đặt rất nhiều kỳ vọng là chúng ta sẽ có được một cái tuyên ngôn phát triển cho Việt Nam, đánh dấu một giai đoạn mới. Trong giai đoạn này thì vai trò đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài từ sau ngày giải phóng đến nay cũng là một cái lực lượng và một cái thành phần rất quan trọng. Nhiều kỳ vọng tin tưởng đặt ra, nhưng kỳ vọng lớn nhất là về công tác nhân sự. Người dân cả nước tin tưởng đại hội sẽ lựa chọn đúng, trúng và bầu các đồng chí thực sự tiêu biểu, xứng đáng. Với con mắt nhìn từ các cái đại biểu ở khắp nơi trên cả nước, chúng ta sẽ có con mắt tin tưởng hơn, nhận diện chính xác hơn đâu là hiền tài quốc gia, đâu là nguyên khí quốc gia để mà bầu cho vào Ban Chấp hành Trung ương xứng đáng là cái cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, thực sự là tinh hoa trí tuệ của dân tộc. Có như vậy mới hoạch định được đường lối chính sách đúng đắn, mới dẫn dắt được đất nước ta phát triển. Chúng tôi cũng tin rằng là cái công tác mà trong qua cái đại hội Đảng đó thì chọn được cái đúng người có tầm và có điều kiện như vậy thì nó sẽ giúp cho đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, vững chắc. Bên cạnh đó, còn là kỳ vọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã trở thành một trong những dấu ấn của nhiệm kỳ Đại hội 12 sẽ tiếp tục được giữ lửa và đẩy mạnh hơn nữa. Việc Đảng ta đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, dân chủ hóa xã hội, ngày càng thực hành dân chủ tốt hơn thì nó rõ ràng là đã khôi phục và củng cố niềm tin của dân đối với Đảng. Và kỳ vọng của chúng tôi là đối với Đảng là cũng tiếp tục là thực hiện về vấn đề chống tham nhũng. Đây là cái việc là chúng tôi hết sức hưởng ứng và đồng tình đối với Đảng để làm thế nào đó đất nước chúng ta là tốt về trong cái việc này để tạo niềm tin cho nhân dân. Triệu triệu trái tim chung một ý chí đang hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Tin tưởng Đại hội lần thứ 13 của Đảng sẽ thành công rực rỡ, khát vọng xuân mới đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.